Nga tuyên bố ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Mỹ chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ mua uranium của Nga trong năm 2023. Iran tránh một cuộc chiến toàn diện với phương Tây. Liên Hợp Quốc lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột tại Sudan. Ngày 15 tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Peskov, do các nước phương Tây và Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán, nên Nga buộc phải đạt được mục tiêu của mình thông qua một chiến dịch quân sự. Ông Peskov nhấn mạnh quan điểm của Nga được Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần đề cập là ưu tiên các biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết các vấn đề an ninh. Ông cũng nhấn mạnh lệnh cấm của chính quyền Ukraine về việc đàm phán với Nga. Ông Peskov cho biết, trước hết chúng ta không nên quên rằng Kiev đã chính thức ban hành lệnh cấm tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow. Chỉ cần nhắc đến lệnh cấm này có lẽ là cách tốt nhất để hiểu được sự vô lý hoàn toàn của tình huống hiện nay. Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng thảo luận một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hay không, ông Peskov nói thêm, đây là lý do quan điểm của chúng tôi đã được Tổng thống Putin nhắc lại nhiều lần. Đối với chúng tôi muốn đạt được mục tiêu và giải quyết các vấn đề an ninh của mình bằng biện pháp hòa bình, biện pháp ngoại giao. Nhưng trong những điều kiện mà điều này hoàn toàn không thể thực hiện được, do các nước phương Tây cũng như Ukraine không sẵn sàng xem xét các vấn đề an ninh của chúng tôi đang tiến hành và tiếp tục chiến dịch quân sự, qua đó chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassi nói rằng Nga chắc chắn sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán trong tương lai với Ukraine và theo ông, các công việc chuẩn bị đang được tiến hành. Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông chỉ ra rằng không có lựa chọn nào khác về việc Nga tham gia quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc thảo luận mới nhất về công thức hòa bình do Ukraine đề xuất tại Davos sẽ không dẫn đến bất kỳ điều gì vì Nga không tham gia quá trình này. Cuộc đàm phán được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 theo sáng kiến của Thụy Sĩ và Ukraine. Bình luận sau cuộc họp về công thức hòa bình của Ukraine ở Davos, ông Peskov nói, nếu không có sự tham gia của chúng tôi, bất kỳ cuộc thảo luận nào cũng không thể đạt được bất cứ điều gì. Theo ông Peskov, Nga đã thể hiện rõ lập trường về vấn đề này. Ông Peskov nhấn mạnh, trên thực tế đây chỉ là những cuộc thảo luận và quá trình này không thể đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào vì một lý do rõ ràng, bởi vì chúng tôi, tức Nga, không tham gia. Năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân, trả tiền bồi thường, cũng như thiết lập lại một nghị định thư về hòa bình giữa Kiev và Moscow. Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Nga trao trả 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập cũng như bán đảo Crimea. Tháng 10 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ những yêu cầu này và tuyên bố hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine trở thành quốc gia trung lập, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng đã ký sắc lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin. Moscow nhiều lần cáo buộc sắc lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2022, ông Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu tập trung vào công thức hòa bình nói chung và một số điểm cụ thể nói riêng. Ông Zelensky cũng đang nỗ lực trình bày kế hoạch trên với nhà lãnh đạo của các nước, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Dù phương Tây đã viện trợ cho quân đội Ukraine hàng tỷ đô la Mỹ, trong đó Washington là nhà viện trợ lớn nhất, nhưng họ phản ứng thận trọng hơn về kế hoạch hòa bình của ông Zelensky và hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ông đề xuất. Trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington vào hôm 22 tháng 12 năm 2022, ông Biden chỉ nói rằng ông có chung tầm nhìn về hòa bình và Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine phòng vệ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ cam kết mang lại hòa bình cho Ukraine phù hợp với quyền được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi ấy nói rằng cơ hội đàm phán hòa bình sắp tới là rất nhỏ. Ông Guterres nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa đàm, chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine nhưng phải được sự chấp thuận của các bên.
Bất chấp lệnh cấm vận kinh tế gần như hoàn toàn của Washington đối với Moscow, các công ty Mỹ vẫn mua uranium của Nga trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Những nỗ lực của ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ nhằm giải sự phụ thuộc vào Nga đều không mang lại kết quả. Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Mỹ cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, nước này chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu uranium của Nga. Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2023, xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga sang Mỹ đã lên tới 96 triệu đô la Mỹ. Quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt này trở thành nhà cung cấp uranium lớn nhất cho Mỹ kể từ tháng 5 năm ngoái. Ngoài Nga, Anh và Nhật Bản cũng là những nhà cung cấp uranium lớn cho Mỹ với kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 48,6 triệu đô la Mỹ và 44 triệu đô la Mỹ trong tháng 11 năm 2023, trong khi của Bỉ là 2,4 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch nhập khẩu uranium của Mỹ đạt gần 191 triệu đô la Mỹ trong cùng kỳ. Trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp uranium dồi dào của Nga, tuần trước, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết các nhà chức trách đang tìm kiếm hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu để xây dựng nguồn cung cấp uranium trong nước được làm sao tới mức cao hơn, phục vụ cho thế hệ lò phản ứng tiếp theo. Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga sau khi chiến sự nước này với Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Mỹ cùng một số quốc gia phương Tây áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vận chuyển bằng đường biển. Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium của Nga, dù biện pháp này được miễn trừ trong trường hợp thiếu nguồn cung cho các lò phản ứng trong nước. Dự luật có các điều khoản miễn trừ cho phép nhập khẩu uranium làm sao ở mức độ thấp của Nga nếu Bộ Năng lượng Mỹ xác định không có nguồn thay thế để vận hành lò phản ứng hạt nhân hoặc công ty năng lượng hạt nhân Mỹ, hoặc nếu việc nhập khẩu này phục vụ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, dự luật này cần phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hành. Sau khi được ban hành, Mỹ sẽ cấm nhập khẩu uranium từ Nga trong 90 ngày, nhưng còn phụ thuộc vào việc miễn trừ. Giá uranium trên thị trường thế giới trong năm ngoái đã tăng gần gấp đôi và đang tiếp tục tăng. Hiện giá uranium oxide U-308 đã vượt quá 94 đô la Mỹ trên bao, một bao xấp xỉ 0,45 kg. Uranium oxide được sử dụng làm nhiên liệu hạt nhân. Sau khi Mỹ và Anh tấn công mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, Iran có phản ứng khá im lặng. Các quan chức Iran nói rằng các cuộc tấn công vi phạm rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen, nhưng không đề cập đến phản ứng quân sự. Quan điểm này sẽ vẫn được duy trì chừng nào Iran không muốn mở thêm một mặt trận nữa, chẳng hạn như tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz, lối vào vùng vịnh vốn là điểm tiếp cận chính cho các nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu. Ngày 11 tháng 1, bình luận với tờ New York Times của Mỹ, cựu nhà ngoại giao Mỹ Ryan Crocker cho rằng điều mà giới lãnh đạo Iran quan tâm nhất hiện nay là ổn định. Do đó, cuộc chiến tổng lực không có lợi cho Iran trong bối cảnh hiện nay. Về phần mình, Sanam Vakil là chuyên gia về Iran tại Chatham House, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London, nhận định Iran đã tìm cách đẩy cuộc xung đột ra xa bên ngoài. Lằn ranh đỏ của Iran là xung đột sát biên giới của Iran. Đồng quan điểm trên, nhà phân tích cấp cao về Iran tại tổ chức khủng hoảng quốc tế là Ali Vaed nói, hoàn toàn có thể thấy trước rằng cuộc chiến ở Gaza càng kéo dài thì nguy cơ leo thang và xung đột trong khu vực càng cao. Nhưng Iran khó có thể trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chừng nào lãnh thổ nước này chưa bị tấn công. Trong các cuộc phỏng vấn, các quan chức tình báo Mỹ cho biết họ tiếp tục đánh giá rằng Iran không quan tâm đến một cuộc giao tranh rộng lớn hơn. Họ cũng nói rằng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran đã ra lệnh cho Houthi tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Theo các quan chức tình báo Mỹ, Houthi là một tổ chức độc lập và Iran không chỉ huy các hoạt động hàng ngày của nhóm này. Một quan chức cấp cao Iran cũng nói với hãng Reuters rằng lực lượng Houthi đang tự đưa ra quyết định. Ông cho biết, chúng tôi ủng hộ cuộc chiến của họ, nhưng Tehran không muốn một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Tuy nhiên, đánh giá tình báo cho thấy các quan chức Iran tin rằng xung đột leo thang sẽ làm tăng tổn thất cho phương Tây mà không gây nguy cơ xảy ra một cuộc chiến rộng lớn. Nhà phân tích tại Euro-Asia Group, ông Gregory Brill, nhấn mạnh Tehran vẫn cảnh giác với việc mở rộng xung đột vì họ không muốn trực tiếp hứng chịu nguy cơ bị trả đũa. Ông nói, mặc dù có khả năng sẽ có phản ứng từ nhiều lực lượng ủy nhiệm khác nhau của Iran ở những nơi khác trong khu vực, nhưng việc Iran leo thang mạnh mẽ để đáp trả những cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh nhằm vào Houthi là khó xảy ra. Liên quan đến việc Mỹ và Anh không kích vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, chính phủ Yemen khẳng định lực lượng Houthi phải chịu trách nhiệm trong việc kéo Yemen vào một cuộc đối đầu quân sự. Trước đó, trong một tuyên bố chung, chính phủ các nước Anh, Mỹ, Australia, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand và Hàn Quốc nêu rõ mục đích của cuộc không kích là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ.
Tuyên bố nhấn mạnh liên minh này sẵn sàng hành động để đảm bảo dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới. Ngày 12 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Ngày 14 tháng 1, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Sudan Ramstein Lamamra đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được hòa bình, ổn định và chấm dứt xung đột tại quốc gia châu Phi này. Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa đặc phái viên Lamamra và Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan Abdel Fattah al-Burhan, người đồng thời giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan SAF tại thành phố Port Sudan. Ông Lamamra cho biết, thêm ông đã có nhiều cuộc tham vấn với giới chức Sudan để khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc. Về phần mình, ông al-Burhan đã thông báo với đặc phái viên Liên Hợp Quốc những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhấn mạnh cam kết của chính phủ Sudan đối với quá trình chuyển đổi dân chủ và một giai đoạn chuyển tiếp kết thúc bằng tổng tuyển cử. Giao tranh bùng nổ tại Sudan từ giữa tháng 4 năm 2023, tức 18 tháng sau khi tướng Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy SAF và tướng Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy RSF cùng tiến hành một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm 2021, lật đổ chính phủ chuyển tiếp dân sự do phương Tây hậu thuẫn. Đảo chính và xung đột đã dập tắt hy vọng về một sự chuyển đổi hòa bình sang chính quyền dân sự. Căng thẳng giữa hai tướng ngày một gia tăng khi không đạt được sự đồng thuận về phân quyền. Người chiến thắng sau cuộc chiến hiện nay có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Sudan, và người thua có thể phải sống lưu vong, bị bắt hoặc xử tử. Một cuộc nội chiến kéo dài hoặc phân chia đất nước thành các vùng lãnh thổ đối lập cũng có thể xảy ra. Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), hơn 7,3 triệu người đã phải sơ tán trong nước và rời khỏi Sudan kể từ khi xung đột nổ ra và nhiều người đã thiệt mạng. Một số thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được, nhưng cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận này. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM của Liên Hợp Quốc, hiện có tới 25 triệu người Sudan cần được bảo vệ và viện trợ nhân đạo. Ngày 15 tháng 1, giới chức Indonesia cho biết đã sơ tán khoảng 6.500 người trên đảo Flores khi núi lửa Legutobi Lakilaki phun những đám mây cho nâu dày đặc trong mấy ngày qua. May mắn không có thương vong hay thiệt hại lớn nào được báo cáo cho đến nay. Ngọn núi cao 1.584m này là một trong hai ngọn núi lửa sinh đôi Legutobi Lakilaki và Legutobi Elempuan tại huyện Flores Timur thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Núi lửa Legutobi Lakilaki đã phun trào 40 lần kể từ ngày 14 tháng 1. Các cột tro bụi bốc lên cao từ 500 tới 1.500 mét. Cư dân ở những ngôi làng gần đó đã di rời tới nhà thân hoặc được đưa đến các trung tâm sơ tán khi nhà chức trách nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất vào ngày 9 tháng 1. Chính quyền kêu gọi cộng đồng địa phương cũng như khách du lịch không đi vào phạm vi bán kính 4 km xung quanh khu vực phun trào và cảnh báo khả năng dùng nhám lạnh từ đỉnh núi chảy tràn vào thượng nguồn của các dòng sông trong trường hợp có mưa lớn. Núi lửa Legutobi Lakilaki là một trong 120 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia, đảo quốc 270 triệu dân. Nước này thường hứng chịu động đất và núi lửa phun trào do nằm dọc vành đai lửa, một hệ đứt gãy địa chấn hình móng ngựa xung quanh Thái Bình Dương. Trong khi đó, trên đảo Sumatra, núi lửa Marapi phun trào trở lại ngày 14 tháng 1, lần thứ hai kể từ tháng 12 năm 2023, phun trào và khói lên cao, tuy nhiên không gây thương vong, ít nhất 100 người được sơ tán kể từ ngày 12. Cũng trong ngày 14 tháng 1, một ngọn núi lửa ở Tây Nam Iceland đã phun trào, khiến dòng dung nham nóng chảy tràn tới thị trấn gần đó và thiêu rụi nhiều nhà cửa. Tổng thống Iceland Guðni Johannesson cho biết gần 4.000 dân ở Grindavík đã được sơ tán trước khi vụ phun trào xảy ra. Để ngăn cản dòng dung nham vào thị trấn, giới chức địa phương đã xây dựng một hệ thống tường chắn bằng đất và đá, nhưng vẫn có nhiều ngôi nhà bị hư hại. Văn phòng khí tượng Iceland IMO thông báo, đợt phun trào đầu tiên tạo ra một vết nứt nhỏ cách Grindavík khoảng 450m. Tuy vậy, khe nứt thứ hai đã xuất hiện sau đó, đưa dòng dung nham tràn vào thị trấn. Vụ núi lửa phun trào đã gây mất điện và nước trên diện rộng ở Grindavík, nhưng không ảnh hưởng tới các chuyến bay đi qua khu vực này. Kể từ năm 2021, hệ thống núi lửa tại bán đảo Reykjanes đã phun trào tổng cộng 3 lần. Tuy nhiên, các vụ phun trào này đều xảy ra ở các khu vực hẻo lánh và không gây ra thiệt hại đáng kể nào. Sự tàn phá của đại dịch COVID-19 đã đi qua, nhưng di chứng của nó dành cho khoa học vẫn rất nặng nề.
Mới đây, quan chức Mỹ và Anh đã thừa nhận sai lầm khi phong tỏa chống dịch. Việc giữ khoảng cách 2 mét trong tương tác xã hội theo chỉ dẫn của Mỹ có thực sự giúp tránh lây lan COVID-19 không? Con số 2 mét này có dựa trên bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời là không. Hôm 13 tháng 1, tiểu bang đặc biệt về đại dịch virus corona của Hạ viện Mỹ công bố thêm một số thông tin chấn động từ bác sĩ Francis Collins, cựu giám đốc Bệnh viện Quốc gia Mỹ, INH. Nổi bật trên mặt báo như bác sĩ Anthony Fauci, nhưng bác sĩ Collins là một tượng đài y tế Mỹ và là một nhân vật quan trọng trong chiến lược đối phó COVID-19 của Mỹ. Vừa qua, ông Collins đã điều trần trước Hạ viện Mỹ về vai trò giám đốc INH trong giai đoạn COVID-19, lặp lại những lời của ông Fauci về các vấn đề như hướng dẫn giãn cách xã hội, nghiên cứu Gain of Function, một dạng nghiên cứu khuếch đại độ mạnh của virus để phục vụ phòng thí nghiệm, gây tranh cãi về virus cũng như giả thuyết virus lọt ra ngoài từ phòng thí nghiệm. Tiểu bang đặc biệt về đại dịch virus corona đã rút ra một số đặc điểm quan trọng từ cuộc chất vấn dài 7 tiếng với ông Collins, gồm rất nhiều vấn đề phức tạp và quan trọng. Trong số này, chi tiết cơ bản, dễ nhớ và dễ sốc nhất là khuyến nghị về việc liệu người dân cần đứng cách xa nhau bao nhiêu để tránh lây lan COVID-19. Theo đó, ông Collins đồng ý với ông Fauci rằng khuyến nghị giữ cự ly 6 phút tương đương 2 mét mà quan chức y tế liên bang ở Mỹ đưa ra có thể không dựa trên bất kỳ dữ liệu hoặc bằng chứng khoa học nào. Thông tin này được công bố không lâu sau khi National Review đăng bản tin về lời thú tội của ông Collins, người đã rời chức ở NIH vào tháng 12 năm 2021. Ông thừa nhận đã mắc sai lầm trong việc quyết phong tỏa chống dịch, bất chấp hậu quả từ việc gián đoạn hoàn toàn đời sống của người dân, hủy hoại nền kinh tế. Lời thú tội của ông Collins xuất hiện từ trước đó, nhưng vài tuần gần đây, video về phát biểu này mới lan truyền mạnh trên X, giữa lúc biến thể JN.1 gia tăng tại Mỹ và nhiều nơi. Trong khi đó, chỉ một số tờ theo khuynh hướng bảo thủ hoặc thiên hữu như National Review và Wall Street Journal đưa tin về phát biểu của ông Collins. Giới chức Anh cũng bắt đầu xem xét lại việc các biện pháp chống COVID-19. Vào tháng trước, Thủ tướng Rishi Sunak cũng đã đưa ra chứng cứ tương tự từ cuộc điều tra độc lập về công cuộc chống COVID-19 ở Anh. Trong thời kỳ dịch COVID-19 hoành hành, ông Sunak là Bộ trưởng Tài chính Anh. Ông cho rằng Anh đã làm rất kém trong việc thảo luận minh bạch về chi phí và lợi ích, cũng như sự xói mòn của cơ cấu xã hội do lệnh phong tỏa gây ra. Ông nêu, nhiều tác động trong số này không được cảm nhận ngay lập tức, chúng dần được cảm nhận theo thời gian. Người Mỹ dường như chắc chắn không tiếp tục phong thành, đồng nghĩa sai lầm ông Collins thừa nhận sẽ khó tái diễn trước JN.1, nhưng tranh luận về chính sách chống dịch. Về chuyện có hay không, vấn đề đàn áp khoa học ở giai đoạn COVID-19 đang càng khiến niềm tin của dân chúng vào khoa học có phần suy giảm. Báo cáo của Trung tâm Pew vào tháng 11 năm 2023 cho thấy niềm tin của người Mỹ vào khoa học và các nhà khoa học đã giảm kể từ đầu dịch COVID-19. Theo khảo sát, trên 8.800 người trưởng thành ở Mỹ, tỷ lệ nói khoa học có tác động đa phần tích cực lên xã hội rớt xuống 57%, thấp hơn 8 điểm phần trăm so với tháng 11 năm 2021 và 16 điểm so với ngay trước khi dịch bùng phát. Trao đổi với truyền thông về tình trạng suy giảm niềm tin vào khoa học, một vị giám đốc CDC cho rằng truyền thông có thể đóng góp rất nhiều từ việc đối phó với thông tin sai lệch, bên cạnh đó cũng có những bài học rút ra từ kinh nghiệm tiếp cận với những đợt bùng phát dịch bệnh mới. Ông nói, khi xuất hiện một căn bệnh hoàn toàn mới, sẽ có nhiều điều lúc đầu chúng ta không biết và chúng ta phải dựa vào thông tin tốt nhất ở thời điểm ấy. Mà đó là thứ sẽ thay đổi. Có thể khi thông tin mới được đưa ra, chúng ta phải thay đổi chiến lược của mình và chúng ta cần công chúng trải qua quá trình đó với chúng ta. Ngày 15 tháng 1, hàng dài máy cày từ khắp nước Đức đã hướng đến Berlin. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt cuộc biểu tình của nông dân châu Âu trong thời gian gần đây. Nhiều người nông dân chia sẻ rằng họ đang bị dồn vào chân tường bởi các biện pháp mới của Liên minh châu Âu EU và chi phí tăng cao. Giá phân bón và nhiên liệu tăng vọt ở châu Âu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Người nông dân cho biết họ đang đối mặt với sức ép trên khắp lục địa. Đức là quốc gia châu Âu mới nhất chịu tác động bởi làn sóng phản đối của giới nông dân. Trong tuần trước, người nông dân đã biểu tình đưa máy cày chặn các lối vào cao tốc gây gián đoạn giao thông khắp nước Đức. Họ đã phản đối kế hoạch từ chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz chủ trương xóa bỏ mức giảm thuế với nhiên liệu họ sử dụng. Trong tháng 1, người biểu tình còn bao vây Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck khi ông cố gắng xuống phà trong kỳ nghỉ cùng gia đình.
Cùng ngày 15 tháng 1, hàng trăm nông dân và tài xế xe tải ở Romania đã biểu tình ngày thứ 6 liên tiếp trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra với chính phủ về chi phí dầu diesel cao và các vấn đề khác, trong đó có một số vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Những người biểu tình đang thu hút sự chú ý đến giá dầu diesel cao, giá bảo hiểm, các biện pháp bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu EU và áp lực lên thị trường nội địa từ hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine. Yêu cầu của những người biểu tình bao gồm lệnh tạm dừng trả nợ, thanh toán trợ cấp nhanh hơn và các đường phân biệt tại các cửa khẩu biên giới và cảng Constanta của Biển Đen của Romania dành cho xe tải đăng ký ở các nước EU và những xe tải từ bên ngoài khối bao gồm cả Ukraine. Các cuộc biểu tình đã làm tê liệt giao thông trên các tuyến đường công cộng ở 20 quận khi các đoàn xe chở máy nông nghiệp hạng nặng và xe đầu kéo chặn các tuyến đường chính và các trạm kiểm soát hải quan quan trọng ở phía đông và đông bắc đất nước. Theo tờ Guardian, trong những năm gần đây, nông dân Tây Âu gia tăng đấu tranh quyết liệt chống lại các chính sách bảo vệ hành tinh mà họ cho là tốn kém. Hà Lan là nơi ghi nhận phản ứng dữ dội nhất. Phán quyết của tòa án về lượng khí thải nitơ vào năm 2019 đã châm ngòi cho biểu tình phản đối nỗ lực của chính phủ nhằm đóng cửa các trang trại và cắt giảm số lượng gia súc, gia cầm. Thậm chí một đảng chính trị mới đã ra đời vào năm 2019 sau diễn biến này với tên Phong trào Công dân Nông dân, theo chủ nghĩa dân túy trọng nông BBB. Ở Bỉ, Tây Ban Nha và Pháp, nông dân cũng thể hiện bất bình về tác động của các kế hoạch cải cách môi trường và chi phí cao. Nông dân Tây Ban Nha đã xuống đường ở Madrid vào tháng 1 năm 2023 sau khi chính phủ công bố kế hoạch hạn chế lượng nước họ có thể lấy từ con sông Tagus bị hạn hán. Tháng 2 cùng năm, nông dân Pháp lái máy cày qua Paris để phản đối lệnh cấm một số loại thuốc trừ sâu. Ba Lan và các quốc gia Đông Âu khác cũng ghi nhận làn sóng tương tự, mặc dù chúng chủ yếu liên quan đến việc nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Ukraine vào EU. Các quan chức EU lo ngại về nguy cơ phải đẩy lùi các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng đã chuyển thành luật theo Ủy ban châu Âu. EU đặt mục tiêu tổng thể đến năm 2050, đạt mức phát thải bằng không đối với nông nghiệp. Những thay đổi được lên kế hoạch bao gồm giảm 50% lượng thuốc trừ sâu hóa học vào năm 2030.